Và mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình các bạn thân mến ngay sau khi hạ cánh xuống xứ thiên đường hoa kỳ võ Đôn đăng lên dòng trạng thái cũng không rõ là tự hào hay tự ái vì diện tị nạn của mình võ Đôn tự cho mình là một món quà dành cho tổng thống biden nhưng đấy là cái đôn nghĩ còn thực tế thì đôn như một đống rác và được việt nam xuất khẩu thành công một mặt hàng xuất khẩu chiến lược của Việt Nam sang Mỹ những năm gần đây. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết không phải món quà mà là đống rác, bài viết của Đông Kinh. Võ Anh Đôn cùng gia đình thể theo nguyện vọng đã rời bỏ hợp tác xã Toàn Thua để sang Mỹ sau nhiều năm làm nghề bên vực cho đám rận chủ. Phản động, rồi thành rận chủ lúc nào cũng không hay. Tháng 9 năm ngoái, Kim mỉm Võ Anh Đôn định bay sang Dubai rồi lĩnh sang Mỹ khi được phía Mỹ đồng ý cho tị nạn. Nhưng theo lẽ đi thưa về chào, Võ Anh Đôn chưa nói lời chia tay đã vội vàng bỏ đi, như thế là không phải lẽ. Do lẽ đó nên Võ Anh Đôn đã bị tạm hoãn xuất cảnh vì lý do an ninh. Phải sau một năm, Võ Anh Đôn mới được phép xuất cảnh sang Mỹ và ngay sau khi hạ cánh xuống xứ thiên đường tại sân bay bang Arkansas tối ngày 26 tháng 10, 2023, như bao kẻ rận chủ khác đều hớn hở khoe ảnh đăng lên mạng để loan báo. Võ Anh Đôn đăng lên dòng trạng thái cũng không rõ là tự hào hay tự ái về diện tị nạn của mình. Võ Anh Đôn tự cho mình là một món quà dành cho Tổng thống Biden, nhưng đấy là cái đôn nghĩ, còn thực tế thì đôn như một đống rác và được Việt Nam xuất khẩu thành công một mặt hàng xuất khẩu chiến lược của Việt Nam sang Mỹ những năm gần đây. Tin tôi đi, Võ Anh Đôn chỉ còn nổi được dăm ba hôm nữa thôi là phải cắm mặt vào kiếm tiền nuôi sống bằng đó miệng ăn. Tài năng luật sư chưa tới mà phụ hồ hay làm nai cũng chẳng xong. Chút đống rác sẽ được tái chế thành công để trở thành một vật dụng nào đó có ích cho xã hội Mỹ.